chê anh em đấy nhỉ. Anh em xấu trai nhưng mà người ta bảo xấu kết cấu nó ngon. Quan trọng cái kết cấu của bà con nhỉ. Ok. Xin chào bà con nhá. Nhân tiện đi Hà Nội về có tí việc, coi như tranh thủ đi qua BOT gặp gỡ anh em ở trạm thu soát vé tí. À, xem nào, tiền có đủ không? Tiền này thoải mái nhỉ. Tiền đi đám ma về đấy. À đều đâu, không phải đi đám ma. Đi đường. Đi đường thấy có đám ma người ta vứt cái tiền lẻ này đi phí quá mà thôi, thôi xuống huy động mấy anh em mà nhặt về để đi đường, đôi khi mình có đóng cầu đường cầu giếc thì nó dễ. Và đôi khi bây giờ như là các trạm riết người ta cũng cần cái tiền lẻ để người ta chi tiêu, còn nhiều xe đi lại mà. Mà chính góc quay nó chuẩn chuẩn thì quay yếu. Dây dợ đeo đỏ hoàng. Chào Tiến ngồi nhá. Em chào bác Tiến nhá. Vừa trên Mê Linh giờ về đến chuẩn bị về đến trạm ấy. Còn ít tiền nhặt đường người ta đi đám ma thôi, vất thì nhặt giờ đi qua trạm để chi tiêu đi, để nó nhiều quá. Tiền lát mà. Mà hôm nay hình như là thấy bảo là trạm thu 10.000 thôi. Còn đó là ai đi quốc lộ B, quốc lộ 5B thì là đưa thêm 30 nữa là 40. Còn quốc lộ 5A thì là họ thu có 10.000 thôi, phải đấy. Em đoán thôi. Mà lại đi chắc không phải mất tiền đâu, bởi vì là cái vé này là không có ngày tháng gì cả. Đấy, không có ngày tháng gì cả. Tính ra một năm người Việt Nam mình chi phí nhiều tiền nhỉ, thuế nọ thuế kia các loại thuế, thế mà chả biết là những cái thuế nó đi về đâu. Tiếng bé quá, mở cái tiếng to lên kìa. Tiếng to hết cỡ rồi. Chả biết là những cái thuế nó đi về đâu. Cả là nó đi đến Lai Châu sang Trung Quốc. Nói nhỏ với nhau đến cái vụ BOT đường 5 Bắc Tiến. Nhưng mà tí đưa tiền không ai nhìn thấy cả. Tí lên đây này thì lại quay. Việt Nam mình chắc là ai cũng nhớ câu là dân giàu nước mạnh xã hội đi lên, nhưng mà khả năng như thế này thì dân thì không giàu được mà nước thì nó cũng không mạnh được, mà xã hội càng ngày càng đuôi bại thôi, bởi vì nó nhiều cái nó xảy ra, những cái đồng tiền của người dân đóng góp nó đi vào cái vô bổ.
nay em có bằng rồi nhá. Hôm nay có bằng ngon lành rồi. Cháu ơi, chào chú Nhơn nhá. Vâng, cũng cách tầm 5-60 mét nữa là đến trạm thu phí BOT rồi. Đây con 36 rồi, con 36 của bọn nó này. Ai chả, hôm nay vẫn đông phết nhỉ. Vẫn là... bài hát mang tên cấp 1 của tỉnh BOT Cai Lậy Tiền Giang, trình bày Trương Lâm Sơn, mời các bạn cùng lắng nghe. Bác chào cô nhá. Ô, vé này đâu có ghi ngày tháng đâu bác, em vẫn đi mà. À thế à? Vé mà chả có ngày tháng gì cả thì ai mà biết được cô. À mà lâu nay thì cứ tính đi là lâu nay cứ tưởng như vậy chứ. Con giao thông có điểm sau không? Giao thông có điểm sau. Kệ nó, mình đang thanh toán tiền chứ làm gì đâu. 4 5 Bà con vào xem chia sẻ để cho mọi người biết về cái trạm bot thu phí đường 5 nhá. 9 à. Đếm từ ra anh ơi. Không có gì kệ nó, cứ đếm từ thôi. 19 20 21 22 Đây. Báo giao thông đây, chụp ảnh đây. 24 Anh em tôi thì vẫn cứ bình tĩnh. Alo gì đó. 26 Mình đang còn thanh toán tiền mà. 27 Anh chụp ảnh tôi, anh xin phép tôi chưa đây? Xin phép chưa mà chụp ảnh đây. Hai mấy rồi bác ơi? Gì cái lồn mẹ vậy à? 13.500. Hả? À, mấy cái gì không? 13.500 là bao nhiêu? Kệ nữa. 13.500 là hai mấy tờ rồi. Rồi. Gì? Mẹ tám. Một giận. 29 30 Ồ, 30 mới thành... À, 15.000. Nên cờ động. 15.500 cờ động ra. Thừa của em rồi. 13.500, bây giờ là 15.000. Rồi. 31 32 33 34 Bà con chia sẻ mạnh cho anh tôi nhá. Anh em ơi, tôi đang còn đếm tiền để thanh toán cho trạm thu phí. Đây. 36 Đây, công an giao thông ở cơ động đây. 39 40 41 41 là bao nhiêu cô nhỉ?
từ cho bà con trên mạng chia sẻ cái video này mạnh lên nhá. Để đòi lại cái công bằng cho anh em đi lái xe. Đếm từ đã nhờ bà con mọi anh đếm từ thôi, không ai vội. Cảm ơn chị Thu Trần đã xem nhá. Tiền này hôm nay anh em đi Sơn La về qua cầu người ta vứt đây, nhặt quàng về để thanh toán tiền. Hết vẽ rồi, hết tiền rồi. Chạy anh báo đếm rồi từ thôi. Đây là các gương mặt tiêu biểu của trạm BOT đường 5 đây. Cảm ơn anh Vũ Chí Công nhá. Anh Vũ Chí Công chia sẻ cái video này để cho anh em lái xe, hội lái xe người ta biết để đòi lại công bằng cho anh em nhá. Chú tiền anh. Dạ em còn tiền không? Đây rồi. Ôi trời ơi. Tiền đây đang cá cục. Bao nhiêu bác nhỉ? 30.000 rồi anh ơi. 30.000 à? Cảm ơn anh Lục Lê nhá. Từ thôi anh em bảo anh đếm từ thôi. Các bác cơ động đứng ghê phết. Đây, các anh cơ động đứng này. Vâng, nhờ anh em chia sẻ cái video này mạnh lên cho cộng đồng anh em lái xe biết. Đòi lại cái công bằng cho anh em lái xe đâu mà. Tiền sách có lấy không bác? Nhưng mà tại sao cái trạm mình lại đợt trước là thu 10.000 lên tới 40.000 đấy bác nhỉ? Bác thu ở đây bác không biết. Nhưng bác không biết là sao bác lại thu tiền. Địt mẹ thằng đều vô trang. Đấy, em đưa tiền nhé, bác phải trả lời nhá. Bao nhiêu rồi nhỉ? 78 rồi, vừa 78 rồi. 79. 80 là 40.000 à? 10 đúng không? Bỏ khóa làn, bỏ khóa làn. Bác ghi ngày tháng cho em đây. Nhá bác ơi, cái này là vé qua trạm, chứ không phải là ngày tháng này tí em thích thì có. Đây ghi ngày. Ôi chết đây, tí nay em qua quay lại là không có ngày tháng thì sao ấy. Đây đàng hoàng chứ đừng có nói ngày tháng. Có cả giờ cả giây luôn. Thế à? Đây, đây đây đây. Bà con xem nhá. Có vé qua trạm mà không có ngày. Ngày tháng. Ngày tháng này. Năm gì. Đây. 40.000 nhá. Bật cái đèn mi lên nhá. Đây. Công an rồi hình sự rồi anh em. Đây. Đưa anh gặp dân tí. Các bác đang xem, các bác là người dân. Mà trong cái số đang xem thì cũng có một phần là công an. Em nói thật này, em là người dân bình thường thôi. Nhưng mà em rất bất bình về những cái chuyện là một năm là người dân mình là đóng quá nhiều tiền thuế các loại. Thế mà em chả biết là cái thuế nó đi đâu. Thế ngay giờ cái trạm thu phí đường 5, cái nhà trạm 1 thu phí đường 5 ở chỗ Văn Lâm Hưng Yên này, Phố Lối A này, thì họ vin một cái cớ là họ thu họ cái đường 5B. Như bản thân em đây, em chả đi đường 5B bao giờ cả. Thì chả có lý gì mà em phải đóng góp cho cái đường 5B.
Thế mà hôm nay em cũng đi uống rượu về thì có ai ủng hộ em đâu mà cái chuyện là đường thu phí đường 5A1 này họ phải hỗ trợ cho đường 5B. Cái chuyện nó rất là vô lý. Thế mà em chưa nói đến là một cái điều là đợt vừa thông qua trên thông tin mạng xã hội cũng như là thông tin trên báo chí truyền thông là cái 800 tỷ đồng của ông Đinh La Thăng ấy. Thì 800 tỷ nó ở đâu và nó đi đâu? Đấy, nó là của người dân chúng ta. Thế mà người dân chúng ta mà không đồng lòng thì không giải quyết được, để mấy con sâu con bọ này nó làm loạn lên. Em thì em chả có liên quan gì đến cái trạm thu phí gì cả, vì em có con xe đơn giản thôi, em lách luật đơn giản. Thế nhưng mà em cũng vì nghĩ người dân mình là đóng góp mất quá nhiều tiền thì em chấp nhận cái nhà này em bỏ ra một chút tiền, gọi là tiền đi đám ma, để em cho chúng nó. Cái 800 triệu, 800 tỷ, gần 1.000 tỷ nó đi đâu, về đâu? Đấy là điều quan trọng. Mà BOT là ai là người dựng nên nó? 28 năm nữa thì con cháu chúng ta sẽ trả bao tiền? Rất nhiều tiền. Con cháu chúng ta rất trả vào cái chỗ gọi là vô bổ này, cái chỗ gọi là lá tre thì nó rất là nhiều tiền. Mình không phải tiền lá tre mình ném qua cửa sổ, mình phải đi lao động, mình phải trồng đít ở ngoài đồng, mình phải cấy từng cây lúa, mình trồng từng cây rau, mình mới có tiền. Nhưng mà những cái đồng tiền mình bỏ ra nó phải hợp lý, nó toàn đi những cái nơi, những cái chỗ nó không đâu vào đâu, mà những cái chỗ này chắc chắn là bà con cô bác mình chả ai hiểu nơi đâu. Mà nói thật ra là Bác Hồ nói câu là sợ, không sợ giặc ngoại xâm mà chỉ sợ giặc gọi là lội xâm, đúng không? Tức là giặc lội, giặc ngoại người ta không biết được, người ta mò mặt. Em thấy em bực mình, bức xúc. Bởi vì nhiều cái nó bất hợp lý quá. Bản thân như con xe của em đang đi đây, 1 năm em cũng đóng góp vào nhà nước rất là nhiều tiền. Thứ nhất là tiền bảo trì đường bộ là của em là đóng hàng năm. Đấy, chứ em chưa trốn tránh năm nào cả, từ khi mua xe. Thế mà cái phí bảo trì đường bộ thì bây giờ là 94 triệu người dân, thì tối thiểu nhất là bây giờ cũng khoảng 600 triệu cái xe trên đất nước Việt Nam mình. Thế thì cộng sơ sơ gọi là cứ gọi là gói chọn khoảng tầm 1.000.000 đi, 1 năm đi, một xe 60 triệu nhân với lại 1 năm là bao tiền? Rất là nhiều. Thế cái tiền nó đi đâu? Người dân đã phải coi như là ngửa cổ ra chịu rồi. Xong bây giờ đi trên cái con đường ổ gà ổ voi mà xong khi đó là mất 40.000. Đấy, người dân mất cũng rất là nhiều. Tất cả đổ ăn đầu người dân Việt Nam mình hết. Người dân đen ấy, người ta gọi là dân ngu cu đen. Em là dân ngu cu đen này. Thế nhưng mà đôi khi là không đồng lòng với nhau là không giải quyết được vấn đề đâu. Các bác phải chia sẻ và coi như là phải kêu gọi để đồng lòng với nhau. Thế thôi, cũng sắp đến cái điểm về nhà em rồi. Em cũng gửi đến lời chúc tốt đẹp, lời chào thân ái, tạm biệt các bác. Để một sớm một chiều đây em sẽ huy động được nhiều xe hơn. Một con xe của em thì nó là con muỗi đốt inox thôi, nó chả làm cái gì cả, nó cho vui thôi.
mà em xác định là em bỏ tiền ra để mua vui. Thì em cũng gửi lời chào đến toàn thể cô bác anh chị cũng như là bạn bè thân hữu gần xa trên trang mạng xã hội. Một lời chào trân trọng. Thân ái tạm biệt Quyết Thắng.